tới triệu. Anh coi nè, trời ơi, em mua trứng cút cho con nhỏ ăn sao tự nhiên anh lấy của nó ăn vậy? Ủa, ai biết đâu, tưởng đâu mua cho anh ăn, anh cũng đang thèm trứng cút nữa nè. Thèm sao không chịu nói sớm, em mua nhiều nhiều. Thôi để anh đem vô. Thôi lỡ rồi, ăn đi, ăn phần nửa chừa nó phần nửa đó nha. Ừ, anh biết rồi. Em đi công chuyện à. Anh có chừa trứng cút cho con không vậy? Anh để trên bàn á. Trời ơi trời, anh chửi cái gì con vậy?